Tôi sẽ qua cái nhóm thứ ba trong cái nội dung khoa học của mình là cái nhóm quản lý dự án. Cái nhóm bài nói về cái quản lý dự án thì nó từ bài số 15 tới bài từ bài số 12 đến bài số 15 ha. Thì đây là cái mô hình. Trong cái nhóm bài này mình sẽ tìm hiểu cái mô hình giúp cho mình quản lý các công việc trong một dự án, quản lý các nguồn lực trong một dự án, vân vân. Cái môn này á là cái nhóm kiến thức này dĩ nhiên là phục vụ trực tiếp cho các chị sau này sẽ có môn học chuyên ngành quản lý dự án, thì cũng thấy nó những cái một phần trong cái quản lý các quy trình dịch vụ, cũng thấy là nó nói chung là mình sẽ thấy lại cái này cho môn chuyên ngành, nhưng ở đây nó cung cấp cho mình mỗi công cụ cơ bản ha. Thì đầu tiên thì cái nhóm bài này sẽ nói về cái tầm ứng dụng ha, cái quản lý dự án là có thể dùng để quản lý các cái dự án từ đơn giản đến đến phức tạp. Cái mô hình nó đưa vào cái mô hình toán á, mô hình toán này nó giúp mình quản lý dự án đơn giản cũng được, phức tạp cũng được, nói chung là cái tầm ứng dụng rất là đa dạng. Thì liên quan đến cái này thì đầu tiên là mình sẽ thiết lập và lập cái thời khóa biểu của dự án, là để lập cái khung ha, tức là cái khung về thời gian của dự án, rồi sau đó mình xác định các công việc thực hiện trong dự án, và dựa vào công việc thì mình sẽ xác định các yếu tố liên quan, ví dụ như là thời gian, chi phí, nguồn lực, các nguồn lực ha, để mà đảm bảo cái dự án được thực hiện. Thì những cái vấn đề liên quan quản lý dự án á, thì nó bao gồm có ba bước, có ba bước. Bước nhất là lập dự án, tức là ban đầu người ta sẽ xác định mục tiêu dự án, dự án làm gì, đúng không? Rồi xác định cụ thể dự án của mình như thế nào, nhu cầu về công việc, về thời gian và tổ chức cái nhân lực cho cái dự án. Sau đó, sau khi mà có được hình thành nên bộ khung dự án rồi, người ta mới lập lịch trình, tức là xác định nguồn lực cho các công việc và xác định mối liên hệ các công việc. Có một cái mô hình thì ở trong đây nó sẽ có ba cái mô hình được dùng để mà quản lý dự án. Mô hình thứ nhất gọi là mô hình PERT tức là The Problem Evaluation and Review Technique. Mô hình thứ hai là PERT Cost, và mô hình thứ ba là cái phương pháp CPM, tức là Critical Path Method. Nó ba cái mô hình này mình sẽ tìm hiểu trong cái nhóm bài học này. Thì đầu tiên là mình sẽ tìm hiểu các bước áp dụng sơ đồ PERT và CPM, tức là sơ đồ mạng cho quản lý dự án. Tức là đối với một dự án thì mình sẽ lập ra một cái sơ đồ mạng quản lý nó, đúng không? Thì sơ đồ mạng này được thực hiện mình có 6 bước như mình thấy ở trên hình. Đầu tiên là mình sẽ xác định dự án và tất cả các công việc của cái dự án. 6 bước này các chị có thể thấy ở trang 118 á. Trang 118 trong tài liệu. Đúng không? Đầu tiên là xác định dự án và tất cả công việc liên quan đến dự án, tức là mình dự án là một tập hợp công việc và xác định các công việc đó, rồi các công việc đó lại sẽ có mối quan hệ với nhau. Mình xác định mối quan hệ với nhau nghĩa là sao? Công việc nào trước công việc nào, có những công việc nào có thể làm song song được, có những công việc nào đòi hỏi cái công việc tiên quyết, thì mình sẽ phát xác định cho được mối quan hệ các công việc đó, rồi mình mới lập cái sơ đồ thể hiện mối quan hệ đó, rồi mình mới ghi lên những thông số, tức là thông số thời gian, thường là thông số thời gian và những thông số khác, rồi mình mới tìm một cái khái niệm gọi là đường răng, và sau đó mình sẽ dùng cái sơ đồ mạng để mình quản trị cái dự án của mình. Thì đó là sơ lược là các cái bước mà ứng dụng cái sơ đồ hay phương pháp PERT hay là phương pháp CPM. Bây giờ mình sẽ đi vào một cái ví dụ cụ thể. Ví dụ này nó nằm ở trang số 121, tức là mình sẽ có một cái thí dụ cụ thể để mình minh họa cái bước lập sơ đồ cho dự án. Tức mình sẽ lập cái sơ đồ cho dự án. Thì như tôi nói hồi nãy, dự án gồm có những công việc phối hợp với nhau. Thì ví dụ cái dự án này nó gồm có 8 công việc. Khi mà nhìn vô đây á, thì khi mà đưa lên sơ đồ thì mình có thể mình không quan tâm lắm đến cái mô tả công việc, mà mình quan tâm đến ký hiệu công việc và cái yếu tố thời gian thực hiện của nó, mối quan hệ các công việc với nhau á. Ví dụ như là ví dụ công việc A là lắp đặt linh kiện bên trong, công việc B là xây nền và máy, công việc C là xây giá đỡ, vân 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 vân. Thì ở trong sơ đồ mình sẽ ký hiệu các công việc, không tức là mình vừa mình xác định công việc thông qua ký hiệu của nó, rồi cái mối quan hệ của nó ha. Bây giờ thì mình coi coi là mình làm sao mình lập cái sơ đồ, mình lập cái sơ đồ cho cái dự án này ở trang số 121 nha.
cái hình đại trang số 121. Bây giờ mình sẽ lập cái sơ đồ cho cái dự án này. Thì sơ đồ của dự án sẽ được lập như sau. Đầu tiên là ký hiệu cơ bản của sơ đồ. Cái này nó cũng giống như là cái sơ đồ cây gì đó, tức là nó cũng phải có ký hiệu cơ bản. Thì ở trong cái sơ đồ á, nó sẽ có một ký hiệu gọi là cái hình mũi tên. Cái mũi tên, mũi tên là ký hiệu cho công việc, tức là một công việc ở trong dự án sẽ thể hiện bằng một mũi tên trong sơ đồ. Cái mũi tên này thường thì mình sẽ có cái ký hiệu, ví dụ như công việc A thì mình ghi đây chữ A lên trên đây. Đây là công việc A. Công việc A của dự án. Đây công việc A, mình sẽ ghi cái tên công việc vào giữa mũi tên, ví dụ như vậy. Tức là giả sử như là cái công việc của tôi, cái dự án của tôi gồm có 8 công việc thì trên sơ đồ tôi thể hiện bằng 8 mũi tên. Sao cho cái mối quan hệ với các mũi tên thì mối quan hệ các công việc với nhau. Cái chiều dài của mũi tên thì nó không có quan trọng lắm, tức là mình cũng không có quan trọng cái chuyện là công việc dài thì mũi tên dài, công việc ngắn thời gian ngắn, mình không có quan trọng lắm đến cái chuyện đó. Rồi ký hiệu thứ hai là cái vòng tròn. Vòng tròn là thể hiện một cái sự kiện trong cái sơ đồ, đúng không? Sự kiện sơ đồ thì một cái dự án này nó luôn luôn có tồn tại ít nhất là có hai, luôn luôn tồn tại ít nhất là hai, ít nhất cũng phải có tồn tại hai sự kiện, tức là sự kiện bắt đầu công việc và sự kiện kết thúc công việc, đúng không? Ví dụ sự kiện bắt đầu và kết thúc, ví dụ đối với một xin lỗi, sự kiện bắt đầu dự án và sự kiện kết thúc dự án, đối với một công việc cũng vậy, tôi cũng đối với công việc thì cũng có hai sự kiện bắt đầu công việc và sự kiện kết thúc công việc. Ví dụ đây là sự kiện thứ y, sự y vào đầu cái mũi tên này, tức là sự kiện này bắt đầu công việc A, rồi sự kiện này kết thúc công việc A, đúng không? Ví dụ tôi có đây là sự kiện y, là sự kiện y, đúng không? Ở đây là sự kiện z, ví dụ vậy, sự kiện y, sự kiện z, ví dụ vậy. Đây là một cái mối quan hệ. Thì bây giờ mình thử coi cái đơn giản nhất ha. Cái đơn giản nhất mình có, ví dụ mình có 4 công việc ABCD, 4 công việc ABCD, và mình sẽ xem ví dụ mình có 4 công việc ABCD. Ví dụ tôi có đây là công việc ha, tôi giả sử đây là công việc, đây là trình tự, tôi có 4 việc A, B, C, D. Ví dụ như là công việc thì bắt đầu thì làm công việc A, bắt đầu thì làm công việc A và B, đúng không? Ví dụ công việc C sau công việc A, tức là làm A xong rồi làm, mình chỉ làm công việc C khi nào công việc A hoàn tất, ví dụ vậy. Công việc D bắt đầu sau công việc B, ví dụ như vậy. Vậy thì sơ đồ dự án thể hiện một cái sơ đồ mạng thể hiện dự án gồm 4 việc này sẽ là như thế nào? Cực kỳ đơn giản, nó sẽ là như thế này. Đầu tiên thì mình sẽ khi mà vẽ sơ đồ mạng thì luôn luôn bắt đầu, mình cũng vẽ từ trái sang phải. Thì mình luôn bắt đầu có sự kiện bắt đầu, đây sự kiện bắt đầu, bắt đầu dự án á, ha, thì bắt đầu dự án, sau đó mình sẽ có cái là công việc A, thì mình có mũi tên thay công việc A, đây công việc A, đây mũi tên thì công việc A, sau đó mình có một mũi tên thì công việc B, từ bắt đầu mình làm A với B mà, đây B công việc B, đây công việc B, đúng không? Công việc B, rồi bây giờ tới công việc C sau công việc A, công việc C sau A, hiểu ra nghĩa là công việc A làm xong rồi thì làm công việc C, và điều đó hiểu ra nghĩa là sự kiện kết thúc của công việc A chính là sự kiện bắt đầu công việc C. Vậy tôi cho sự kết thúc công việc A nằm đây, đây cũng chính là sự kiện khởi đầu công việc C, thì công việc C nằm đây, công việc C đây, C sẽ như thế này, C sẽ như thế này, đúng không? Rồi tương tự để ở đây cũng vậy, công việc D sau công việc B, có nghĩa là sự kết thúc công việc B, tức là sự khởi đầu công việc D, và sau D là hết rồi, như vậy C và D sẽ tiến vào một sự kiện gọi là sự kiện kết thúc. Sự kiện kết thúc, tôi cho D và C tiến vào sự kiện gọi là sự kiện kết thúc.
đây đây chuyện kết thúc, chỗ này là chuyện kết thúc. Như vậy tôi có như sau, đây công việc A, công việc A đây, công việc B đây, công việc C đây, và công việc D đây. Vậy đây tôi sẽ có là đây là công việc B, đây là công việc C, đây là công việc D. Như vậy đây là cái sơ đồ của cái dự án, ví dụ đúng không, mình thấy ABCD bắt đầu làm A với B, C sau A nghĩa là sự kiện kết thúc của C sau A nghĩa là sự kiện kết thúc của A chính là sự kiện khởi đầu của C, D sau B nghĩa là sự kiện kết thúc của B chính là sự kiện khởi đầu của D, và tiến vào sự kiện kết thúc. Vậy là một dự án nó sẽ có một sơ đồ dự án, nó sẽ có một sự kiện bắt đầu là đây và một sự kiện kết thúc là đây, đúng không? Thì thông thường người ta sẽ ký hiệu vô đây, ví dụ người ta sẽ ký hiệu vô cái sự kiện này, cái vòng tròn nó ký hiệu vô sự kiện này, ví dụ là sự kiện không chẳng hạn, đúng không? Đây sự kiện số 1, đây sự kiện 1, đây sự kiện số 2, ở đây sự kiện số 3, ví dụ vậy. Như vậy thì tôi sẽ có cái sơ đồ của cái dự án đầu tiên, đúng không? Bây giờ tôi sẽ vẽ cái sơ đồ của cái dự án, ví dụ ở trang số 121 ha. Đây là cái sơ đồ của cái ví dụ rất là đơn giản để mình có thể nắm được cái hình thành của nó. Mình nhắc lại một số cái ý ha. Tức là dự án mình sẽ vẽ từ trái sang phải, mình vẽ từ trái sang phải, bắt đầu vẽ dự án bằng gì, mình vẽ sự kiện bắt đầu, đầu tiên không biết làm gì hết trơn, cứ vẽ sự kiện bắt đầu. Sự kiện này trong thực tế nó là giống như sự kiện khởi công dự án vậy đó, đúng không? Mình vẽ sự kiện bắt đầu, sao mình bắt đầu vẽ các công việc cần phải làm ngay tại thời điểm bắt đầu, sau đó dựa vào mối quan hệ các công việc mình phát triển tiếp sơ đồ về phía bên phải. Ví dụ như là công việc C sau A thì mình vẽ A trong sự kết thúc A chính là khởi đầu của C, D sau B có nghĩa là sự kết thúc của B là sự khởi đầu của D. Hết rồi thì mình cho mấy công việc cuối cùng đó, tiến vào một sự kiện gọi là sự kết thúc, nó chính hiện số 3 trong cái sơ đồ này, là sự số 3 trong sơ đồ này. Rồi nó cũng đơn giản lắm ha, thì nó cũng giống như cây quyết định như thôi. Sơ đồ mạng thì nó cũng là một dạng sơ đồ, nó thể hiện các yếu tố của bài toán ra quyết định trên cái sơ đồ. Thì bây giờ mình coi cái sơ đồ của cái ví dụ ở trang số 121 ha. Tức là cái ví dụ này. Tức là cái ví dụ này đây. Ví dụ này. Đây. Ví dụ này nằm trong trang 121, bây giờ tôi sẽ vẽ cái sơ đồ của cái ví dụ này ha, nhà sơ đồ mạng hình thành cho cái ví dụ này như thế nào. Thì đây là các bước tiến hành. Đây là các bước tiến hành. Đầu tiên á là tôi sẽ vẽ cái sự kiện bắt đầu. Như tôi nói đầu tiên tôi làm gì đây? Tôi vẽ sự kiện bắt đầu dự án. Một vòng tròn nhỏ nhỏ thôi ha, sự kiện bắt đầu dự án. Đúng không? Ban đầu thì làm A với B. Mình sẽ nhìn nó trong đây nè, mình thấy á. Đúng không? A với B là công việc làm trước không có, tôi bắt đầu làm nó đó ha, bắt đầu làm A với B thì đây tôi vẽ. Ban đầu làm A với B đây, A công việc A. Đây công việc A. Đúng không? Là công việc A và công việc B. Đây ban đầu làm A với B, đây công việc A, còn đây công việc B ha, đây công việc A, đây công việc B, đây là công việc A, công A nằm đây, công việc B nằm đây, đây công việc B. Đúng không? Rồi bây giờ mình nhìn vô trong trang số 121, tức là mình nhìn vô cái ví dụ này nè, mình thấy gì đây? C sau A, đúng không? A xong rồi tới C,
và B làm xong thì tới D, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ làm như thế nào đây? Bây giờ C sau A có nghĩa là sự kết thúc của A. Chính là sự khởi đầu của C. Đó là sự khởi đầu của C. Đây. C. Đây công việc C tôi đây. C sau A. Đúng không? Sau D sau B cũng tương tự vậy luôn. Sự kết thúc của B chính là sự khởi đầu của D. Đúng không? Sau đó mình nhìn vô mình thấy là ơ sao C và F cũng sao C ha, vì là sự kiện kết thúc của C sẽ là sự kiện khởi đầu của hai công việc ơ và F, đúng không? Sự kết thúc của C là sự công việc ơ và F, đúng không? Tôi sẽ công việc ơ, ví dụ công việc ơ, một công việc ơ, một công việc F. Một công việc ơ và một công việc F, đúng không? Bây giờ tôi sẽ vẽ tiếp. Tôi thấy là R sau D và ơ, R sau D và ơ hiểu theo nghĩa là sự kiện hai công việc. D và ơ nó kết thúc tại một sự kiện và sự kiện nó khởi đầu cái công việc R, đúng không? Vậy tôi cho đây là ơ đi. Ơ và D nó sẽ kết thúc vào một sự kiện, đúng không? Tôi cho ơ và D kết thúc vào một sự kiện. Ví dụ tôi cho đây có một sự kiện ha, và đây là sự bắt đầu công việc F. Đây là công việc F, đúng không? À, công việc R, đúng không? H sau F và R, đúng không? Thì tôi cho F và R kết thúc một sự kiện và bắt đầu là công việc H. Tôi cho hai này kết thúc một sự kiện. Và bắt đầu từ đây công việc khác. Đây là công việc khác. Sau khác là hết rồi, tôi cho nó kết thúc vào sự kiện, tôi cho nó đi vào sự kiện kết thúc dự án, đây dựng kết thúc dự án. Tôi tóm lại đây là như thế này. À, tôi có A B C D, ơ là đây. Ơ là đây, F là đây. Công việc R là đây. Và cuối cùng đây là công việc khác. Và vậy là tôi đã lập xong cái sơ đồ của cái dự án này, đúng không? Sơ đồ dự án này nó nằm ở trang số 123 ha. À, trong trang 23 mình phải vẽ từ trái mình vẽ qua phải như vậy ha. À, thì đó là cái đầu tiên là mình phải lập cái sơ đồ cho cái dự án ha. À, thì như vậy rõ ràng sơ đồ này là mình thấy là sự tập hợp của các cái công việc, cái sự kiện, thì các công việc và mỗi công việc mình thấy là mũi tên, và một sự kiện thì thay bằng một cái vòng tròn. Thì ở trong cái dự án thì nó phải có một sự kiện bắt đầu và một sự kết thúc dự án. Đây là sự kiện, đây đây sự kiện bắt đầu. Ví dụ tôi có thể ký hiệu vô đây, ví dụ ký hiệu đây, ví dụ tôi có đánh dấu đây không, ví dụ không là cái thời điểm gốc thì bắt đầu. Ví dụ tôi sẽ cho đây là một, ví dụ sự kiện số 1 đây, sự kiện số 2 đây, số 2 đây, cho đây sự kiện số 3, đây sự kiện số 4, đây sự kiện số 5, ở đây diện số 6. Như vậy 7 sự kiện trong sơ đồ này sẽ có 7 sự kiện từ 0 tới 6 và có 8 công việc từ A tới H, đúng không? Thì đó là cái sơ đồ của cái dự án, đúng không? Thì nói đến cái thời gian để mà tính toán ở trên cái thông trên sơ đồ này thì thông thường người ta sẽ tính cái yếu tố thời gian, cái thời gian từ một trong những cái nguồn lực quan trọng nhất của cái dự án là nguồn thời gian. Từ người ta thấy là đó là cái mốc quan trọng, đúng không? Nhiều khi tiền bạc nhân lực vật lực này nọ đồ
trở nên vô nghĩa nếu như cái dự án nó không hoàn hoàn thành đúng cái thời gian quy định. Có nhiều khi mà hết giờ mà chưa xong là coi như là dự án đó nó không còn giá trị nữa, ví dụ như vậy. Thì yếu tố thời gian là được coi là cái nguồn lực quan trọng nhất, cái nguồn thời gian được coi là cái nguồn lực quan trọng nhất ở trong quản lý dự án, cho nên khi tính toán người ta bắt đầu bằng yếu tố thời gian. Thì thời gian mà thực hiện dự án thì nó lại phụ thuộc vào cái thời gian thực hiện các công việc nằm trong cái dự án, đúng không? Thành ra khi mà để xác định cái thời hạn hoàn thành dự án, người ta xác định cái thời gian thực hiện cái công việc. Nhưng mà thông thường á, các công việc á thì người ta không có khi mà ước lượng cái thời gian thực hiện công việc thì người ta không có đưa ra một cái giá trị, không có. Thì thông thường á, một công việc á, nó ước lượng nó có ba cái thời gian ước lượng công việc. Ví dụ như là tôi có công và tôi đang xây một căn nhà, tôi có cái công việc là lợp cái mái ngói cho cái mái nhà này. Thì giờ thử hỏi là lợp cái mái ngói này, công việc lợp mái ngói này là mất bao nhiêu, mất bao lâu? Thì thông thường á, những người trong nghề người ta không ước lượng công việc theo cái kiểu là nhắm nhắm bao lâu đâu. Người ta sẽ đánh giá cái thời gian thực hiện công việc thông qua ba yếu tố. Người ta coi á, là trong điều kiện lạc quan nhất á, trong điều kiện thuận lợi nhất á, thì là lợp cái mái ngói này mất bao lâu. Ví dụ mái ngói này là 10 mét vuông, trong điều kiện thuận lợi nhất giả sử như là cứ 15 phút tôi làm xong 1 mét vuông, ví dụ vậy thì tôi mất 150 phút, ví dụ vậy. Đó là cái thời gian mà thuận lợi nhất, tức là thời gian mà làm công việc đó trong điều kiện thuận lợi nhất. Công nhân làm việc trong cái điều kiện là sung sức nhất, tức là đầu tuần, ví dụ như vậy. Nguyên vật liệu thì đầy đủ, thiết bị thì hoạt động trơn trơn tru, tức là không có trục trặc. Đó là thời gian thời công việc trong điều kiện gọi là lạc quan, điều kiện tốt nhất. Rồi người ta mới có ước lượng thứ hai, tức là cũng là thời gian thời công việc này nhưng mà trong cái điều kiện khó khăn nhất, tức là thời tiết thi công không thuận lợi, trời mưa, thời tiết thi công máy ngói không thuận lợi, công nhân tăng ca liên tục, phải làm việc trong điều kiện mệt mỏi, sai sót diễn ra nhiều, thành ra là thời gian thì công việc nó kéo dài. Rồi nguyên vật liệu thì không ổn định, tức là nhiều khi là có những cái nguyên vật liệu xấu cần phải loại bỏ, thì nó làm cho chậm công việc, nó chậm lại, thì người ta mới ước lượng cái thời gian thực hiện công việc trong cái điều kiện mà khó khăn nhất, hay gọi là ước lượng bi quan, đúng không? Ước lượng bi quan. Rồi, xong đó người ta còn một ước lượng nữa là cái ước lượng theo kinh nghiệm, tức là thường trong quá khứ có những công việc tương tự như vậy thì mình thấy sắp xỉ qua công việc này, tức là tôi có thể làm chưa đúng, chưa chưa làm chính xác công việc này trong quá khứ, nhưng mà tôi đã có những cái công việc tương tự như vậy, tôi có ước lượng, gọi là ước lượng theo kinh nghiệm. Bây giờ rõ ràng khi mà ước lượng thời gian thì công việc, người ta có ba thông số. Thứ nhất là ước lượng công việc trong điều kiện lạc quan, trong điều kiện thuận lợi nhất. Cái thứ hai, ước lượng cái thời gian thì công việc trong điều kiện khó khăn, bi quan. Và thứ ba, ước lượng theo những cái điều kiện quá khứ của tôi, cái ước lượng theo kinh nghiệm. Thế là từ ba cái giá trị thì người ta mới quy về một giá trị để tính, và người ta dùng cái phân phối beta để mà người ta xác định cái thời gian ước lượng cho một công việc. Thì cái thời gian ước lượng cho một công việc thì nó có công thức như sau. Nó được tính bằng công thức A T T là người ta gọi ở đây, người ta gọi cái thời gian mà ước lượng lạc quan là A nhỏ, đúng không? A nhỏ là thời gian ước lượng lạc quan, B nhỏ là thời gian ước lượng bi quan, và M là thời gian ước lượng theo kinh nghiệm. Thì cái thời gian T, cái thời gian ước lượng công việc T nó bằng A cộng 4M mà cộng B chia cho 6. A cộng 4M cộng B chia cho 6. Đây là cái ước lượng theo cái phân phối beta ha. Một cái người ta nghiên cứu là người ta đã chứng minh đây là cái ước lượng hợp lý cho cái thời gian thực hiện công việc. Thì công thức đó nằm ở trang số 124. T bằng A cộng 4M cộng B chia cho 6. Mình đóng khung nó lại, mình đóng khung cái công thức. Các chị đóng khung cái công thức ở trang số 124 lại. T bằng A cộng 4M cộng B chia cho 6. Mình đóng khung lại ha. Cái chỗ nào đóng khung là các chị nên đóng khung để sau này mình làm bài tập mình ngó về cho nó dễ ha. Đóng khung lại. Nó chỉ có vài công thức thôi à.
Thì một ước lượng nào á thì nó cũng phải có sai số. Sai số tức là cái độ chính xác, cái tính đại diện của phiếu ước lượng. Tức là thực tế thì nó không ngay giá ước lượng, thực tế thì nó dao động xung quanh cái giá ước lượng. Thì để đo lường cái mức độ dao động đó, cái mức độ xấp xỉ đó, người ta có một cái gọi là phương sai. Phương sai của cái phiếu ước lượng này. Thì phương sai phiếu ước lượng này được được tính bằng công thức là B trừ A chia 6 tất cả bình phương. Cũng nằm ở trong trang 124 luôn, cái gì đóng khung cái công thức xác định phương sai luôn. Đâu, như vậy là mà cái chuyện đó chuyện đương nhiên. Khi mà cái gì ước lượng một cái gì đó thì cái gì phải tính, phải coi phương sai của nó là bao nhiêu, thường là như vậy. Ước lượng mà không có xe không 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 có cái phương sai là ước lượng vậy là chưa dùng được. Ước lượng gì nhắm chừng thôi chưa dùng được. Ở đây người ta tính cái thời gian ước lượng thời công việc tính luôn là phương sai của nó. Hiểu theo nghĩa là sai số cái phương lượng hay là cái độ tin cậy gì đó, cái dao động của cái thời gian thực tế so với thời gian ước lượng. Từ khi anh làm thiệt chưa chắc gì anh làm đúng cái thời gian ước lượng đó, đúng không? Thì người ta mới mới tính ha, mới tính có các cái giá trị ở trong đây. Cái gì coi cái bảng số 2 là người ta tính, và cái bảng số 2 ở trang số 125 mà tôi chiếu lên trên đây nè, đúng không? Ví dụ như là đối công việc A, thời gian là ước lượng lạc quan là một tuần, đợt thời công việc tính là tuần ha, thời gian làm bi quan là làm trong 3 tuần, đúng không? Theo kinh nghiệm là trong 2 tuần. Như vậy T là bằng A cộng 4 em cộng B chia 6 thì nó tính là 2 tuần. Đây. Đúng không? Tương tự công việc B cũng vậy. Công việc B thì trong điều kiện tốt đẹp nhất là trong 2 tuần. Trong điều kiện bi quan nhất làm trong 4 tuần. Trong ước lượng theo giữa quá khứ làm trong 3 tuần. Như vậy A cộng B cộng 4 em mà chia 6 là 3. Đúng không? Công việc C cũng vậy, đúng không? Công việc C cũng vậy. Ước lượng lạc quan là A là một tuần. Ước lượng B là bao nhiêu? 3 tuần. 3 tuần ha, 3 tuần. Ước lượng theo kinh nghiệm là 2 tuần. Như vậy là cái ước lượng T A cộng B cộng 4 em mà chia 6 là bao nhiêu? Là 2 tuần. Như vậy tôi sẽ xác định được cái thời gian thực hiện công việc. Công việc A là ước lượng coi như làm trong 2 tuần, coi như thôi nha. Mình làm xong rồi biết. Thường mà công việc mình làm xong rồi biết mình mất bao lâu, đúng không? Còn cái này là mình ước lượng, tức là cái thời gian thực công việc nằm trên giấy. Tại vì công việc nằm trên giấy, chứ còn thời gian công việc làm thực tế làm xong mới biết. Nhiều khi làm xong rồi người ta không nghiệm thu phải làm lại, rồi công việc nó lại kéo dài ra, nó lại là phạm trù khác nữa rồi, đúng không? Thì như vậy tôi sẽ có là như sau. Công việc A là thời gian làm trong 2 tuần, coi như là trong 2 tuần. Công việc B coi như làm trong 3 tuần. Công việc C là 2 tuần, công việc D là 4 tuần, công việc E là 4 tuần. Công việc F là 3 tuần, R 5 tuần, H là 2 tuần. Đúng không? Như vậy tôi sẽ có cái thời gian để công việc. Thì có như thế này thì tôi mới có thể tính được, tôi có thể tính được cái thời gian, tôi mới tính được cái thời gian thực hiện dự án. Tôi mới tính được cái thời gian. Giờ hỏi hỏi câu nữa chứ. Vì rốt cuộc rồi á là cái dự án làm trong bao lâu? Bây giờ tôi có được cái thời gian ước lượng cho công việc rồi. Giờ hỏi dự án làm gì trong bao lâu, không lấy cộng hết mấy công việc rồi lại, tôi cộng hết cái công việc rồi lại ra 25 tuần. Tôi nói cái thời gian thì công việc là 25 tuần không, đúng không? Dĩ nhiên là đâu có ai làm kiểu đó, đúng không? Đâu có ai làm kiểu đó, ai làm kỳ vậy. Vậy là cụ thể như thế là như thế nào? Cụ thể là anh phải tính trên sơ đồ ha, phải tính sơ đồ và cái việc tính toán sẽ diễn ra như sau ha. Tôi quay về cái sơ đồ mà nãy tôi vẽ ra đó. Tính tiếp trên đó, tính tiếp trên đó. Như là mình sẽ xác định cái thông số trên sơ đồ, bây giờ mình sẽ đưa cái yếu tố thời gian sơ đồ để mình xác định. Thì khi đưa vô cái sơ đồ này á thì mấy cái vòng tròn này mình cho nó to to lên tí, mình cho to to lên tí, mình sẽ vẽ to to mấy vòng tròn lên tí, đúng không? Mình chia làm bốn, mình chia vòng tròn thành bốn ô thì như vậy một cái tổng quát á, một cái vòng tròn nó sẽ gồm có nó có bốn thông số thì sẽ được thể hiện lên trên đây, nó sẽ có bốn thông số thể hiện lên trên đây, đúng không? Bốn cái. Bốn cái nha. Thông số này, cái này nó nằm ở trên trang số 131 ha. Đây là thông số y, đây là thông số y, đây là thông số y, tức là cái này nó sẽ là cái ký hiệu của
của cái sự kiện, đúng không? Cái thông số ở đây, thông số ở đây, cái thông số ngay ghi đây, cái thông số ghi ở chỗ này là thông số TSI, tức là cái thời điểm xuất hiện sớm nhất được ghi vào chỗ này, nó được ghi vào cái chỗ này. Các anh chị coi trong cái trang số 131 á, ha, TSI nằm ở góc này, đúng không? TSI nằm ở góc này, tức là thời điểm xuất hiện sớm nhất của cái sự kiện. TSS là sớm nhất, TSI là thời điểm xuất hiện sớm nhất của cái sự kiện, đúng không? TSI là thời điểm xuất hiện sớm nhất của sự kiện. Ở bên đây nó sẽ có một cái thông số, nó có thông số, nó có một cái thông số nữa bên đây, đó là TMI là cái thời điểm xuất hiện muộn nhất của cái sự kiện, là nằm bên đây, nằm góc bên đây, nằm bên đây. Còn ở đây nó sẽ có một cái thông số gọi là DI, tức là thời gian dự trữ của cái sự kiện ha. Những cái ghi chú này nó có trong trang số 131 á, đúng không? Đây, đây là DI, DI đây, đúng không? Thành thử ra chỗ này một cái vòng tròn, cái đây mình mới chia làm 4, ở đây mình mới chia làm 4 phần. Mình mới chia vòng tròn làm 4 phần, đúng không? Đúng không? Mình sẽ có cái một cái sơ đồ này như vậy. Bây giờ vòng tròn mình sẽ to ra như vậy. Chỗ này cái ký hiệu của cái dữ kiện thì mình sẽ viết vào đây. Ví dụ đây là nhà sự số 0, ví dụ vậy, đây sẽ số 0, ví dụ vậy, là chỗ này là chuyện số 1, đây chuyện số 1, ví dụ vậy, đây là chuyện số 2, đúng không? Ví dụ vậy, không, đây là chuyện số 3. Từ số 4 ở đây, ví dụ số 5 ở đây, ví dụ số 6 ở đây, ví dụ vậy, đó thì mình ghi vô đây, sửa đây là số 1, đây là số 2, đây là số 3, đây là số 4. Đúng không? Rồi bây giờ á, mình mới ghi cái yếu tố thời gian vô. Mình ghi thời gian vô công việc A làm trong mấy tuần. Hồi nãy mình coi trong cái ước lượng của mình, nó công việc A làm trong 2 tuần, phải không? Thì số 2, quỹ số 2 vào bên dưới, chính giữa công việc A, đúng không? Công việc B làm trong mấy tuần, công việc B mình nhìn vô trong cái bảng dữ kiện, mình vừa mới tính ra công việc B làm trong 3 tuần, thì đây là số 3, đúng không? Công việc C làm trong mấy tuần, đấy, có ngay công việc C đây, làm trong mấy tuần, làm trong 2 tuần, đúng không? Thì đây là số 2, đúng không? Tiếp tục công việc D cũng vậy, công việc D mình ghi vô gì, mình ghi dữ kiện vô công việc D, mình ghi vô đây công việc D làm trong 4 tuần như vậy, đúng không? Tôi nghĩ là cái gì cũng nên vẽ ha, tôi vẽ cái gì cũng vẽ ha, tại vì mình vừa làm, mình vừa nghe thì nó hiệu quả hơn là cái gì ngồi cái gì coi không ha. Công việc ơ, đúng không? Cái gì cũng vẽ trong tao, công việc ơ, đúng không? Làm trong mấy tuần, coi ở làm trong 4 tuần, đây, đúng không? Đây, công việc F làm trong mấy tuần, làm trong 3 tuần, thì ghi vào giữa, ghi vào giữa của cái công mũi tên, đúng không? F làm trong 3 tuần, đây, đúng không? Công việc R làm trong mấy tuần, công việc R làm trong 5 tuần, thì đây, đúng không? Và cuối cùng là công việc khác, đúng không? Cuối cùng là công việc khác, công việc khác làm trong 2 tuần, đây, đúng không? Vậy thì tôi đã xong cái gọi là tôi sẽ điền xong cái dữ kiện lên trên cái
cái sơ đồ của tôi, đúng không? Bây giờ là tôi mới bắt đầu tôi bắt đầu tính ở trên đó, đúng không? Bắt đầu tôi tính, tôi xác định các thông số trên sơ đồ, tôi làm cái chuyện gọi là xác định các thông số trên sơ đồ, đúng không? Xác định thông số trên sơ đồ. Bây giờ đầu tiên á là tôi xác định cái TSI, cái thời điểm xuất hiện sớm nhất của các sự kiện ở trong cái dự án này, cái thời điểm xuất hiện sớm nhất, đúng không? Điểm sớm nhất thì nó nằm ở góc, như tôi nói cái hình tổng quát thì nó nằm ở chỗ này, nằm ở đây TSI, thời điểm xuất hiện nhất nằm ở đây, đúng không? Thì á, ban đầu mình sẽ cho cái thời điểm xuất hiện sớm nhất của sự kiện bắt đầu dự án, đây là sự kiện này, sự kiện số 0 này là sự bắt đầu dự án nè, sự kiện số 6 này là sự kiện kết thúc dự án nè. Đúng không? Mình sẽ cho cái sự kiện, cái thời điểm bắt đầu sớm nhất của cái sự kiện bắt đầu dự án là không. Mình coi đó là điểm gốc. Mình coi đó là điểm gốc. Đúng không? Tại vì á, trong thực tế á, cái thời điểm bắt đầu dự án á, thường nó là một thời điểm cụ thể. Ví dụ như là ngày 10 tháng 3 năm 2010. Nó có thể cụ thể hơn là 8 giờ sáng ngày 10 tháng 3 năm 2010, ví dụ như vậy. Nhưng mà khi mà mình tính sơ đồ thì mình sẽ chọn đó là thời điểm gốc. Thời điểm gốc mình bắt đầu bằng số 0 nè, bắt đầu bằng số 0, bắt đầu chỗ này đây, bắt đầu bằng số 0 chỗ này, bắt đầu số 0 ở chỗ này, bắt đầu số 0 ở chỗ này. Bây giờ mình có thể tính được cái thời điểm bắt đầu sớm nhất của sự kiện này, đúng không? Sự kiện này mình tính được. Tại sao? Tại vì muốn sự kiện này xuất hiện thì công việc A phải làm xong, đúng không? Và công việc A thì làm mất bao nhiêu tuần? 2 tuần. Cho nên sớm nhất là khi nào cái này xuất hiện? Sau 2 tuần. Cho nên chỗ này mình sẽ ghi là số 2. Mình sẽ đưa vô đây là số 2. Đúng không? Đưa đây là số 2. Vì sớm nhất sự kiện này sau 2 tuần mới làm xong, mình ghi đây là số 2. Số 2. Đúng không? Mình đưa đây. 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 Sớm nhất là sau 2 tuần thực hiện. Đây. Tôi có được. Tôi có được số 2. Không cộng 2 là 2. Đúng không? 2 là 2. Đúng không? Cái công thức của nó là nó nằm ở trong trang số 132 đó. Tức là cái TSG thì bằng TSI cộng TIC. Đúng không? TSG thì bằng TSI cộng TIC. Đây là cái sự kiện Y. Đây là sự kiện Z. Đúng không? TSG thì bằng TSI là chỗ này đây, cộng TIC là đây. Đúng không? Đây. Đây. Đúng không? Giờ tương tự gì ở đây cũng vậy. Dưới đây là bao nhiêu, chỗ này là bao nhiêu, con số này là bao nhiêu, này sau 4 tuần chứ sao nữa, đúng không? Là sau 2 tuần cái này làm xong, là mất thêm 2 tuần nữa thì cái này là sớm nhất là sau 4 tuần anh này mới xong, sớm nhất sau 4 tuần anh này mới xong, đúng không? Sau 4 tuần anh này mới xong, đúng không? Ở đây giờ tới ở đây, ở đây công việc sự kiện này, cái này sau 3 tuần cái này mới xuất hiện, từ cái công việc làm 3 tuần mà không cộng 3 ra 3, sau 3 tuần này xuất hiện, 3 tuần đây đấy, đấy, đúng không? Đúng không? Vậy còn ở đây là một vấn đề, đây là một vấn đề, đây là một vấn đề, sự kiện số 4 này là một vấn đề. Nếu mà tính theo con đường này á, nếu mà tính theo cái công việc D á thì là 3 cộng 4 là 7, đúng không? Nhưng mà nếu tính theo công việc ơ á là 4 cộng 4 là 8, vậy đây ghi 7 hay ghi 8, hay là ghi 7,5, 7 cộng 8 chia đôi, đúng không? Câu trả lời là phải ghi 8, là mình phải lấy giá trị lớn nhất, đúng không? Câu trả lời lấy gì lớn nhất? Trong trường hợp mà nó có nhiều cái giá trị tính ra thì mình tính giá trị 8. Công thức tôi nói là nằm ở trong trang số 132 đó. Cái TSG á sẽ bằng max của cái TIC cộng cho TSI, đúng không? Nằm ở giá gì lớn nhất ha, mình đặt dưới cái chữ max đó, mình đây là 8, đây 8, chỗ này là số 8, đây 8, ghi vô đây, đấy, đúng không?
Đấy. Rồi tiếp tục bây giờ nếu mà hiểu được nghĩa đó thì chỗ này tôi tính được rồi. Cái này tôi tính được rồi. Đúng không? Chỗ này nếu đi theo con đường F là 4 cộng 3 là 7. Nhưng đi theo con đường R là 8 cộng 5 là 13. Vì tôi phải lấy gì lớn nhất mà, tôi ghi đây là 13. Tôi cho nó vô chỗ này là 13. Đây, 13 tôi ghi vô đây. 13. Đúng không? Rồi, 13 giờ chỗ này dễ rồi, cái này 13 cộng 2 thôi. Tính nó bình thường 13 cộng 2 thì ra 15. Ra 15. Đúng không? Như vậy là tôi đã xác định xong cái tất cả các thời điểm bắt đầu sớm nhất của các sự kiện trong dự án. Đúng không? À 15, như vậy tôi biết sớm nhất dự án này sẽ làm trong 15 tuần. Sớm như dự án này sẽ bắt đầu sẽ hoàn tất trong 15 tuần. Đúng không? Rồi, như vậy là tôi đã làm xong cái yếu tố cái TSI, các TSI ở trong cái sơ đồ. Bây giờ mình coi tới các cái TMI nha. TMI ở trong trang số 131 á, tức là các thời điểm xuất hiện muộn nhất. Thời điểm xuất hiện muộn nhất của các sự kiện trong dự án. Đúng không? Thì chỗ này đây. Mình tức là những cái góc bên phải này, góc bên phải này. Đúng không? Thì khi mà tính á thì người ta sẽ cho tại cái sự kiện kết thúc dự án, sự kiện này. Tại sự kiện kết thúc dự án thì cái thời điểm bắt đầu muộn nhất nó chính là bằng thời điểm bắt đầu sớm nhất. Đúng không? Người ta không muốn, trong giờ quản lý người ta không muốn dự án đi chậm. Đúng không? Người ta luôn luôn cố gắng hoàn thành sớm dự án, bởi vì lúc đó chi phí và thời gian là sẽ tối thiểu, và vì là sẽ tiết kiệm, sẽ là yếu tố quan trọng, yếu tố quan trọng trong quản lý dự án. Cho nên ở đây người ta sẽ cho cái TM tại cái thời điểm kết thúc dự án, người ta sẽ cho cái TMI bằng cái TSI, thành ra con số 15 nằm đây. Đây. Đúng không? Vì hồi nãy á, nếu như hồi nãy á, lúc mà tính cái thời điểm xuất hiện sớm nhất, tôi tính từ trái qua phải, đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ tính thời điểm bắt đầu muộn nhất cái dự án, tính từ phải qua trái. Tôi tính từ phải qua trái. Tính làm sao đây? Sẽ tính như thế này ha, bắt đầu tính đây. Để anh này muộn nhất là 15 tuần, anh này không được quyền muộn quá 10 13 tuần. Rồi nếu anh này mà muộn quá 13 tuần, anh này 14 tuần chẳng hạn thì tính đây lố liền. Nếu đây 14 mà thì mất thêm 2 tuần cho công việc khác nữa là sẽ lố liền. Quá muộn, muộn quá muộn, không không thể nào muộn như vậy được. Mà ở đây tối đa chỉ là 13 tuần thôi. Tức là tôi lấy cái TMG, tôi trừ cho TIC nó ra cái TMI. Hay nói khác là TMI bằng TMG trừ cho TIC, và cái công thức nó cũng nằm ở trong số một, trang số 132 luôn. Đúng không? Ở đây tôi sẽ trừ ra. Đây ra. Vậy là 15 trừ 2 là 13. Okay, 13. 13 tôi ghi 13 vô đây. Đấy. Đúng không? Tương tự ở đây cũng vậy. Ở đây cũng vậy, tính thời điểm muộn nhất của dự sự kiện này nha. Sự số 4 này nha, sự 4 này nè. Sự số 4 này nè. Sự 4 này. Thì sao? Là lấy 13 trừ cho 5. Lấy 13 trừ cho 5. Đúng không? Lấy cái TMG trừ TI nó ra TMI. Chỗ này với chỗ này phải là số 8. Tôi điền số 8 vô đây. Tôi điền số 8 vô đây, tôi ghi số 8 vô đây, tôi ghi số 8 vô. Rồi, thì 8 rồi. Tương tự như vậy, tương tự như vậy. Tôi tính cái chỗ này, tính cái này, nhưng cái này nó có hai đường. Có hai đường, nó lại có hai đường. Nếu đi theo công việc ơ, đi theo công việc ơ thì 8 trừ 4 ra 4. Đúng không? 8 trừ 4 ra 4. Nhưng mà đi theo công việc F là 13 trừ 3 ra 10. Vì chỗ này tôi sẽ hai đó, tôi ghi 8, tôi ghi 4 hay ghi 10. Đúng không? Thì ở đây tôi sẽ ghi giá trị bé nhất ha, tôi sẽ ghi 4. Chỗ này tôi phải ghi 4 vì chỗ này tôi sẽ tính vô 4, đúng không? 4 tính vô 4 đây, ghi đây, đúng không? Từ đó tôi sẽ tính ngược trở lại, chỗ này là bao nhiêu, chỗ trừ số 1 này nhiêu là 2. Tại sao? Tại vì 4 trừ 2 ra 2, tại vì 4 nè trừ 2 ra 2, ghi 2 đây, đúng không? Chỗ này cũng vậy, 8 trừ 4, 8 trừ 4 ra nhiêu, ra 4, ghi 4 vô đây. Đúng không? Rồi chỗ này cũng vậy, đúng không? 2 trừ 2 ra 0 và 4 trừ 3 ra 1 thì chỗ này tôi phải ghi là 0. Đúng không? Tự tôi luôn luôn là chọn cái nhỏ nhất ha, đây ghi là 0.
Vậy là tôi đã tính xong tất cả các thông số thời điểm xuất hiện muộn nhất của các sự kiện nằm trong cái sơ đồ này. Tiếp theo đó tôi sẽ tính thời gian dự trữ, tính thời gian dự trữ cho mấy cái sự kiện này ha. Dự trữ thì dễ lắm, tại vì dự trữ cứ lấy cái thời gian muộn nhất trừ chân sớm nhất là ra cái dự trữ thôi, cứ lấy cái bên phải nè trừ cái bên trái nè ra dự trữ ghi vô giữa, đúng không? Rồi, ví dụ như nói cái này đi, nói là cái sự đầu tiên đi, anh là sớm nhất là không, muộn nhất không, không gì không là ra không, thì không đây, không thì đưa đây, đúng không? Đó cái này cũng vậy, 2 trừ 2, 2 trừ 2, 2 2 ra không, đúng không? Không này gì đây, đúng không? Chỗ này cũng vậy, chỗ này cũng vậy, 3 4 trừ 3, 4 trừ 3 ra 1, ghi 1 vô đấy. Đúng không? Tương tự chỗ này cũng vậy, 4 trừ 4 ra 0, ghi 0 vô. Đúng không? Chỗ này cũng vậy, 8 trừ 8 ra 0, ghi 0 vô. Đúng không? Chỗ này cũng vậy, 13 trừ 13 ra 0, cũng ghi 0 vô luôn. Và chỗ này cũng vậy, 15 trừ 15 cũng ra 0. Thế đây xuất hiện nhiều số 0 chẳng qua là một sự ngẫu nhiên thôi, ha, mình cứ tính theo cái quy trình thôi. Vậy tôi đã hoàn tất hết tất cả các thông số, trong sự kiện, đúng không? Gồm có cái thời điểm bắt đầu sớm nhất, thời điểm bắt đầu muộn nhất và cái thời gian dự trữ cho cái sự kiện đó. Bây giờ tôi qua đến thông số cho công việc, nó có cái thời gian dự trữ cho công việc, đúng không? Thời gian dự trữ cho công việc thì cái thời gian dự trữ cho công việc á thì nó sẽ được tính bằng công thức như sau. Thời gian dự trữ công việc tính bằng công thức như sau, nó lấy cái thời cái nó lấy ví dụ đối một cái sự kiện này nè, nó sẽ lấy cái thời điểm muộn nhất trừ cho điểm sớm nhất và trừ cho thời gian hiện công việc, nó ra cái thời gian dự trữ cho công việc ha, thời gian dự trữ công việc. Ví dụ chỗ này là không, tại sao? Tức là lấy cái này ha, lấy cái này trừ cho đây số 2 ha, cái TMZ ha, trừ cho cái TSI và trừ cho TIZ là 2 trừ 0 trừ 2 ra không, đúng không? Công việc A không có dự trữ, công việc A là không có dự trữ gì cho nó hết trơn. Thế công việc B thì sao? Công việc B thì sao? Công việc B thì là lấy 4 trừ 0 trừ 3. Cái gì lưu ý ha? Lấy 4 trừ 0 trừ 3 nó ra 1. Vậy công việc B có 1 tuần dự trữ. Công việc B có 1 tuần dự trữ, nghe tôi có thể công việc B có được 1 tuần dự trữ. Trong công việc A không có dự trữ tuần nào, không có thời gian dự trữ. Thành ra khi mà mình xác định hệ cho công việc, mình sẽ biết là công việc nào có thì dự trữ và công việc nào không có thì dự trữ. Mình không có dự trữ, tức là làm là phải làm cho nó sát sao thôi chứ còn không nói được ha. Ở đây nó lộ ra chuyện đó, tương tự đây mình tính đây cũng vậy. Công việc C cũng vậy. Công việc C lấy 4 nè. Lấy 4 nè, trừ 2 trừ 2. Đây nè, 4 nè, trừ 2 trừ 2. Ra bao nhiêu? Không. Công việc D thì sao đây? Công việc D thì sao? Công việc D lấy 8 trừ 3 đây nè, trừ 4 ra 1. Công việc D cũng có được 1 tuần dự trữ, đúng không? Được 1 tuần dự trữ. Công việc ơ thì sao? Ơ thì sao? Lấy 8 trừ 4 trừ 4 là không, mất tiêu rồi, đúng không? Công việc rê thì sao? 13, chỗ này nè, cái TMZ nè, 13 trừ cho 8 trừ mấy nữa, trừ 5 ra không, mất tiêu rồi. Tới công việc F, công việc F thì dự trữ được nhiều rồi nha, 13 trừ 4, chỗ này nè, trừ 4 trừ 3 tức là trừ 7 á, là được 6. Vì công việc F có tới 6 tuần dự trữ à, rất là thoải mái.
trong những công việc khác thì cũng không có dùng dự trữ nào luôn. Tức là 15 trừ 13 trừ 2 ra 0. Rồi, như vậy nếu ở đây DZ là cái thời gian dự trữ cho công việc từ Y tới Z, từ Y, Y tới Z, đúng không? Thì nó sẽ bằng sao? Bằng TMZ, TMZ trừ cho TSI và trừ cho TIC. Đúng không? Tức là nó dự đây nè, ví dụ đây là sự kiện Y á, đây sự kiện Z nha, đây sự kiện Y, đây sự kiện Z, thì đây là cái D, công việc từ Y tới Z, thì cái DS, DZ tức là thời gian dự trữ cho công việc này nó sẽ bằng cái thời điểm muộn nhất của cái sự kết thúc trừ cho cái thời điểm sớm nhất của sự bắt đầu và trừ cho cái thời gian thì công việc, nó sẽ có công thức như vậy. Như vậy là tôi đã xác định xong hết tất cả các thông số trên sơ đồ rồi. Và cái việc xác định xong các thông số sơ đồ nó làm cho một đối tượng trong sơ đồ nó lộ ra, nó lộ ra một đối tượng trong sơ đồ gọi là đường răng, đường răng, rồi viết tắt là chữ là critical path, đường đường răng, nó gọi là đường răng, đường răng đây, đây nó là thuật ngữ tiếng Anh là critical path. Thì trong một cái, trong một cái sơ đồ á là có ít nhất, ít nhất có một đường răng, đúng không? Có thể là có nhiều hơn một đường răng, có sơ đồ có hai, có sơ đồ có ba, nhưng một sơ đồ ít nhất có một đường răng. Thì đường răng được hiểu như thế nào đây? Thì đường răng á là người ta nói là tập hợp các công việc có cái thời gian dự trữ bằng không nè, nó nối liền cái sự bắt đầu đến sự kết thúc dự án. Vậy nó sẽ có một cái đường nối đi qua các công việc có thời gian dự trữ bằng không, nó đi từ sự kiện số 0 nè, nó đi tới sự kiện số 6 nè. Thì trong thí dụ mình là nó gồm là A nè, C nè, E nè, R nè, H. Như vậy A, C, E, R, H chính là đường răng của dự án. Đường răng viết tắt là chữ là critical path. A, C, E, R, sơ đồ này có một đường răng. Sơ đồ mà mình tính xong mình không thấy đường răng là biết mình tính sai rồi đó, là răng rồi đó nha, là mình tính sai rồi đó. Nhưng mà nói chung là mình phải tính có ít nhất một đường răng. Rồi nó có chiều dài của đường răng. Chiều dài của đường răng. Chiều dài của đường răng. Chiều dài đường răng nó định nghĩa là tổng thời gian thực hiện các công việc nằm trên đường răng. Cho nên đây là nó sẽ là 2 cộng 2 cộng 4 cộng 5 cộng 2. Thì nó bằng 15 tuần. Vì chiều dài đường răng là 15 tuần. Chiều dài đường răng chính là cái thời gian cần thiết để hoàn thành dự án. Dự án này sẽ hoàn thành trong dự kiến 15 tuần. Đó là ý nghĩa của đường răng. Thật ra sau này thì mình còn khai thác cái đường răng nhiều ở nhiều cách đó. Ở nhiều cách đó. Ở nhiều khía cạnh đó. Rồi để kêu đường răng mình vẽ thêm một nét nữa. Trên sơ đồ mình vẽ thêm một nét nữa, mình cho cái thân mũi tên nó thành nét đôi. Mình cho cái thân mũi tên nẻ nét đôi. Tôi tiếp tục ha. Như vậy là cái đường đường răng thì mình làm cái nét đôi, cái gì thấy tôi vẽ cái mũi tên làm nét đôi, mình vẽ mũi tên nét đôi giống như trên vậy đó.
thì nó theo cái đường răng của cái sơ đồ, thì trên cái sơ đồ mạng nó sẽ có một đường răng như vậy á. Mình thấy một cái dự án này gồm có 8 công việc. Thông thường á, mình thoạt nhìn mình tưởng là 8 công việc này nó có quan trọng như nhau, nó có tầm quan trọng như nhau, nhưng mà sau khi mình lập xong cái sơ đồ, mình lên đường răng rồi, mình thấy các công việc này thật ra nó không có tầm quan trọng như nhau. Các công việc này nó chia làm hai nhóm rõ rệt. Một nhóm các công việc nằm trên đường răng, nó gọi là công việc răng, và một nhóm các công việc không nằm trên đường răng gọi là công việc không răng. Tức là công việc chỉ làm hai nhóm: nhóm công việc răng, nhóm công việc không răng. Nhóm công việc răng có nghĩa là cái thời gian thực hiện nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái tiến độ dự án. Tôi làm chậm công việc răng là căng á, là dự án sẽ bị trễ á. Còn công việc không răng làm chậm không sao, làm chậm chưa chắc có vấn đề. Thành thử ở trong trong lúc quản lý, người ta sẽ điều phối nguồn lực từ các công việc không răng, người ta điều vô công việc răng, đúng không, để đảm bảo cái thời gian thực hiện. Ví dụ công việc ép chẳng hạn, công ép tôi có dự trữ đến 6 tuần, công ép tôi làm chậm đi 3 tuần cũng chẳng ăn thua gì hết, dự án cũng hoàn tất trong 15 tuần. Công ép hay làm trong 3 tuần, đúng không, tôi làm trong 6 tuần luôn, thậm chí làm trong 7 tuần luôn cũng không sao. Công ép mà làm trong 7 tuần thì dự án cũng hoàn thành trong 15 tuần. Đó là một số ý nghĩa của cái đường răng ở trong cái quản cái dự án ha, ở trong cái lúc quản lý dự án. Thì như vậy là tôi đã trình bày xong cái chuyện là xác định các thông số trên cái này ha, trên các cái này. Bây giờ người ta mới xem đến cái việc mà đánh giá cái khả năng hoàn thành dự án. Tức là với dự án này nè, làm trong 15 tuần nè, như vậy thì cái khả năng hoàn thành dự án như thế nào, xác suất hoàn thành dự án đối với một cái thời hạn. Bây giờ trên giấy tờ mình tính ra là 15 tuần, bây giờ thử hỏi giờ người ta cho 16 tuần, người ta cho dự án làm trong 16 tuần, thì như vậy là khả năng hoàn thành dự án mình là bao lâu, là bao nhiêu phần trăm, là bao nhiêu phần trăm. Thì ở đây mình thấy là cũng giống như làm bài vậy, cũng giống như cái bài kiểm tra cuối kỳ, kiểm tra cuối khóa gì, đúng không. Ví dụ cho mình 60 phút mình làm, bây giờ cho thêm 10 phút nữa thì khả năng hoàn thành làm tốt dự án nó tăng, làm tốt cái bài nó tăng lên hay giảm xuống? Thông thường bình thường nó tăng lên, đúng không, cho thời gian làm nhiều hơn thì khả năng làm bài được là nó tăng hơn, đúng không. Đôi khi hiếm hiếm khi nó giảm xuống, đúng không, nhưng mà hiếm lắm thường là nó tăng lên, đúng không. Ở đây cũng vậy, tôi hoạch định là 15 tuần, bây giờ tôi cho anh 16 tuần thì khả năng hoàn thành dự án anh tăng lên chứ. Vậy xin hỏi tăng lên là bao nhiêu, đúng không, tại vì khả năng hoàn thành dự án càng tăng lên như vậy là cái lợi ích của dự án nó mới cao được. Anh kiểm soát dự án mà khả năng hoàn dự án lên 8-9% thì nó khác anh quản lý dự án khả năng hoàn dự án nó có 30% thôi. Mình quản lý dự án mà khả năng hoàn thành nó có 30% đối với thời hạn cho trước là nguy, đúng không, rất là nguy. Ví dụ vậy, thì như vậy ở đây mình đánh giá cái thời gian hoàn thành dự án như thế nào,